Mình chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay đó mọi người, nhà nhà người người đều trang trí cho ngôi nhà của mình đó mọi người, để chuẩn bị đón cái Tết thật là sum vầy và hạnh phúc bên gia đình nha. Thì không biết mọi người như thế nào, thì riêng mình đó mọi người, mỗi khi mà Tết đến á thì mình đều lặt lá mai nha mọi người. Thì chúc của mình đó mọi người có 4 cây mai nha. Hôm nay á thì mình sẽ đặt lá mai, và mỗi khi xuân về á mọi người đều nhận biết để có một cái Tết á thì những cành hoa mai á mọi người nở rộ nha. Cây mai là cây mai lớn chứ nha mọi người, còn ba cây mai nhỏ thì nó nằm bên đây nha. Ba cây mai nhỏ này vợ mình đặt được 2 cây nha mọi người ơi, thì ở đây còn 1 cây. Bây giờ á mình sẽ tiếp tục nha mọi người, mình tiếp tục lặt cái này nha mọi người, xong rồi mình sẽ qua cái kia mình lặt luôn nha. Sau một hồi mình cũng lặt xong cây mai này nha mọi người, thì không biết mọi người lặt mai vào ngày mấy. Thì riêng mình đó mọi người, thì trước Tết khoảng 15-20 ngày mọi người, thì mình lặt thôi nha. Mình cứ nhắm vậy chứ mình không biết là ngày xác định của nó nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lên ở trên đây nè mọi người, đây cùng một cây mai nè, thì mình sẽ lặt luôn nha. Giờ mình sẽ lặt cây mai này luôn nha mọi người. Thank you.
sau hồi mình lặt lá mai mọi người, thì cuối cùng cũng xong nha mọi người. Thì Tết đến này mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một cái Tết thật là động viên bên gia đình và người thân nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người.